Em bé Phúng Phính Hà Giang lần đầu về thăm nhà sau khi đổi đời, mang cả gạo về cho bố mẹ, khuôn mặt đầy hớn hở khi có tiền mua quà cho em. À, con gái tặng mẹ rồi. Sướng nhá, từ nay không phải vất vả nữa, không suốt ngày cứ nấu mèn mèn mất cả tiếng đồng hồ. Trở về Hà Giang sau nhiều ngày làm idol top top ở Hà Nội, Phúng Phính Hà Giang lộ rõ vẻ mừng rỡ khi vác được vài bao gạo về làm quà cho bố mẹ. Tiết lộ cả nhà đã lâu rồi chưa được ăn cơm, một năm chỉ vài lần được thổi cơm. Nếu là một người yêu thích cái đẹp và thường xuyên theo dõi với những bé gái xinh xắn đáng yêu trên các diễn đàn mạng, chắc hẳn bạn đã không còn quá xa lạ với một bé gái với biệt danh đáng yêu là Phúng Phính Hà Giang. Cô bé tên thật là Mùa Thị Dua, trước đây chuyên bán những vòng hoa rừng xinh đẹp cho khách du lịch đến Tây Bắc. Năm 2019, Mùa Thị Dua nổi lên nhờ vẻ đẹp ngây thơ, đôi má phúng phính đáng yêu qua bộ ảnh của một chàng nhiếp ảnh gia đang có chuyến du lịch đến Hà Giang. Thời gian sau đó, Dua vẫn ngồi trên dốc Thẩm Mã để kiếm tiền từ việc bán vòng hoa hoặc chụp hình cùng du khách. Thế nhưng cách đây ít lâu, dân tình không khỏi xôn xao khi Phúng Phính Hà Giang đã trở thành người mẫu độc quyền của một đơn vị kinh doanh. Nhờ vậy mà cô bé không còn phải vất vả mưu sinh trên đường núi mà đã có những đồng lương đầu tiên phụ giúp kinh tế gia đình. Cuộc sống của Dua giờ đây cũng bước sang trang mới, thoải mái không khác nào tiểu thư nhà giàu. Cụ thể, trong các đoạn clip được đăng tải trên TikTok cá nhân của Dua, có thể thấy cô bé được ở trong một căn nhà rộng lớn và được tự chọn bất kỳ căn phòng nào yêu thích để làm phòng ngủ. Bạn có rất nhiều lựa chọn, chọn bao giờ bạn thích thì thôi. Không những vậy, Phúng Phính Hà Giang còn được mua tặng một chiếc iPhone 13 Pro Max vô cùng giá trị. Cô bé còn rất thích thú khi được tặng không ít đồ trang điểm, quần áo và phụ kiện mới. Nhờ vào việc gặp được ân nhân tốt và trở thành người mẫu, cô bé bán vòng hoa năm nào đã đổi đời thành công và có cuộc sống sung túc đủ đầy hơn trước kia rất nhiều. Ngoại trừ việc vẫn còn ngại giao tiếp với mọi người, có thể do chưa tự tin với giọng nói của mình thì Dua đang rất tận hưởng cuộc sống mới này. Nhiều ý kiến cho rằng sau khi được lên đồ và tô thêm chút son đỏ, cô bé Hà Giang càng trở nên hút mắt, xinh xắn hơn. Trong một đoạn clip thông báo mình chuẩn bị về quê thăm gia đình, Dua khiến cho những người theo dõi mình phải xúc động trước dáng vẻ hớn hở khi được người quen mua gạo để mang về Hà Giang tặng bố mẹ. Đoạn clip cô bé được dẫn đi mua gạo xuất hiện trên TikTok thì thu về hàng triệu lượt xem và tương tác. Nhiều người đã không ngần ngại bày tỏ sự cảm thông cho sự thiếu thốn của gia đình bé ở miền núi và dành nhiều lời khen cho sự dễ thương đáng yêu của Phúng Phính. Bên cạnh đó, khi được cho tiền để mua quà về cho em, cô bé đã không giấu được vui mừng. Dẫu vậy, cô bé vẫn điềm tĩnh từ chối vì đối với bé, đây là số tiền không hề nhỏ, không chỉ có điều kiện để mang gạo về cho bố mẹ tích trữ, thưởng thức những bữa cơm ngon lành hiếm thấy. Trong chuyến xuống núi lần này, bé cũng có cơ hội được tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ hơn trong cuộc sống. Theo những đoạn clip trên trang TikTok cá nhân, Phúng Phính đã có nhà riêng rộng lớn nằm ngay mặt phố. Thậm chí cô bé bán vòng hoa có hoàn cảnh khó khăn năm nào này đã sở hữu cả iPhone 13 đầy giá trị. Nhờ vào nhan sắc dễ thương trong sáng được ông trời ưu ái ban tặng, kết hợp với việc được quý nhân giúp đỡ dẫn dắt thì chắc rằng cô bé Mùa Thị Dua trong tương lai sẽ phát triển được bản thân mình ở những điều kiện tốt nhất. Hơn cả thế, cô bé cũng sẽ có thêm thu nhập đủ sức để lo lắng cho các thành viên trong gia đình. Bạn nghĩ sao về cuộc sống sau khi trở thành người mẫu của Phúng Phính Hà Giang? Cùng chia sẻ với chúng tôi nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!